các bạn một lựa này. Hôm nay sáng chủ nhật em Lê Tuấn lại tiếp tục vào chỗ quân John Deere 1020. Cảm ơn nhé. Và hôm nay em vào đây chủ yếu là xem lại chiếc xe này cho người em. Đấy, để cho người em mua với cái giá là đúng giá 55 triệu. Cảm ơn nhé. Đúng giá là 5 triệu. Chủ nhà chốt bữa đầu tiên kêu là 60 triệu. Đấy, nhưng bây giờ là chốt 55 triệu. Đấy. Thì hôm nay em vào thì nói về chiếc xe này thì máy móc đang bao zin nguyên của em nó luôn. Chưa có một bung máy chưa gì, chủ bao hết toàn bộ. Còn máy nổ đợt trước Lê Tuấn vào thì đã nổ rồi. Và nhá. Và chủ nhà là cách đây 2 căn là một căn nhà Thái xây tròn 5 tỷ. Nhưng mà bây giờ để cái này vô nhà xấu cho nên Lê Tuấn nói với ông là thôi, bây giờ anh đem ra ngày lô cao su để đi cái chỗ nhà đó, mai mốt anh mua, anh bán cái này đi rồi anh mua một cái xe 7 chỗ đấy, Ford hoặc là Mazda hoặc cái gì đấy. Thì bây giờ ông chủ ông đưa đây và thống nhất giá 55 triệu ông bảo được thì ông đi bán. Thì trong cái 55 triệu thì cặp vừa cái, nói chung cặp vừa trước đang rất ngon và cặp vừa cái thì nói đúng là đang còn 60%. Các bác nhé, đây này, rất dài đấy. Và vừa cái của nó là 16928. Đấy, la răng 6 cánh. Ốc yếc rất to, đùi lớn các bác nhá. Hãng này là hãng đùi lớn. Đấy. Trong cái dòng của John Deere 1020 này thì chủ nhà có một cái mọt. Đây các bác này. Cái mọt LED. Thì cái mọt này mà đóng bây giờ khoảng tầm cỡ khoảng 5 6 7 triệu đấy. Có vậy thôi. Còn cái bơm nước thì chủ nhà dùng chiếc xe này là chỉ chở cỏ và chở cái bình nước để đi phun thuốc. Ngoài ra không có dùng cái gì. Cho nên máy móc còn rất ngon. Đang còn nguyên zin, nguyên zin của nó luôn các bác nhé. Đây này. Đấy, có bình bỏ vào bình nhất. Rồi tất cả mọi đang cày, đang ấy luôn sới luôn đầy đủ các bác nhé. Đấy, cày sới đầy đủ hết. Đấy, trong cái con tròn này là lắp một cái độ vào để bơm. Đấy. Chỉ tiếc mới là không có mùi. Thì về bác nào mà thích thì chúng ta về chúng ta bỏ mùi vào. Thì em làm việc trước cái mọt. Đấy, cái mọt này nó như vậy thôi bác nhá. Bánh một. Mọt cũng rất đẹp. 700 16. 700 16. Đấy mọt này. Đấy, mọt này nó tầm cỡ 2,5 m. Đấy, rộng. Thì nó như này rất đẹp. Cũng khỏe là bình thường nữa bác nhá. Cũng đẹp lắm. Mọt này rất chi là các bác đóng bây giờ cái mọt này phải 10 triệu. Riêng cái mọt này đã 10 triệu rồi. Đấy. Đây các bác, mọt này nó không có ti biên. Các bác nhá, không có ti biên. Nhưng mà rất chắc. Đấy. Thì các bác nào mua về để chúng ta có thể chở củi hoặc là chở ấy đi phân chở tro. Với một cái đầu John Deere này thì cực kỳ lãng mạn, cực kỳ hầm hố và cực kỳ là mạnh. Cho nên các bác cũng không có lo gì ở vấn đề mà số mọt số cầu làm gì. Các bác nhá. Đấy. Đấy, 1020. Đấy. Và bây giờ em qua bên này cho các bác xem luôn. Thì cái vỏ của nó quấn nứt nứt một tí không sao bác anh. Dày lắm. Đây này. Em muốn xôi cho các bác biết nó bị một tí đây này, không việc gì hết này. Nha, nứt đây, không việc gì. Đó có vậy thôi. Được đi thoải mái bởi vì cũng không có chèo mạnh. Đấy, hôm nay em xôi kỹ cho các bác này từ cái mọt LED bác nhá. Đó. Và chữ A. Rất đơn giản. Đó. Và cái này là không bán đâu nha. Đó. Và cái đùi sao? Không, cái này có trở lực cái. Có. Có luôn mà nhẹ lắm. Có trở. Ừ. Em phải xôi kỹ cho bác. Tại sao chú biết? Đấy. À, đúng. Cái đầu John Deere này là có trợ lực luôn đó bác nhá. Trợ lực tay lái rất nhanh nha. Nên các bác không có phải lo nghĩ nha. Không lo nghĩ về dùng sức. Trợ lực trước người. Đấy. Các bác nhé. Rồi. Được chưa các bác nha. Đây. Nhẹ cái nổ này. Nhẹ cái là nổ liền.
Để các bạn nghe cái là nổ, nghe nhẹ cái nổ. À, riêng chiếc John Deere này là rất dễ nổ, rất nhẹ nhàng. Gà càng tì rất nhuyễn. Vậy. Các bác nghe thấy nó rất nhuyễn và rất đẹp. Gió vù vù vù. Tắt đi. Rồi, thì Lê Tuấn cũng vừa test nổ xong, rồi đẩy ấy lên cho chủ. Rồi, đấy, thì qua trong 7 phút, nhé. 7 phút thì test nổ và sẽ quay lại hết tất cả. Đấy, thì chiếc xe này đã có người chốt 55 triệu các bác nhé, đó là sự thật. Đấy, thì để cho ấy được thì Lê Tuấn sẽ vào nói chuyện với chủ để chuẩn bị công đoạn, tức là sang nhượng chủ mới. Rồi, và cuối cùng thì em xin dừng tại đây. Xin hẹn các bác video sau. Các bác nhớ ủng hộ cho em một like, cũng như để cho em có động lực tiếp tục trên con đường hành trình tìm cái cũ người ta về làm cái mới của mình. Và bác nào đấy, cần giải quyết bán một chiếc nào đấy, bất cứ một loại gì thì hãy điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198, em sẽ đến và tiếp tục chương trình đưa lên để cho anh em trên mọi miền tổ quốc chúng ta, ai có cái gì dùng được thì chúng ta dùng. Và hôm nay em xin dừng tại đây, hẹn lại video sau.